chiều ngày 13 tháng 8, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An đã tổ chức kiểm tra chốt dân quân thường trực biên giới Bình Thạnh, Mộc Quá và chốt dân quân Mỹ Bình, Quyện Đức Huệ. Theo đó, đoàn đã kiểm tra các hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tăng gia sản xuất, xây dựng cảnh quan môi trường, xây dựng nền nếp chính quy tại đơn vị. Qua các nội dung kiểm tra, đoàn công tác đánh giá cao việc các chốt đã chủ động duy trì, thực hiện nghiêm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tích cực chủ động tăng gia sản xuất, tạo nguồn thực phẩm, nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày. Cùng với đó, các chốt dư quân đã chủ động củng cố chăm sóc cảnh quan môi trường, hệ thống công sự trận địa kết luận kiểm tra đại tá trần đình hưng phó chỉ huy trưởng tham mưu trưởng bộ chỉ huy quân sự tỉnh long an đề nghị ban chỉ huy quân sự quyền mộc hóa và quyền đức huệ tiếp tục duy trì nâng cao chất lượng toàn diện về mọi mặt hoạt động của chốt dân quân biên giới để bảo đảm tốt nhất cho đoàn công tác quân khu 1 tham quan học tập kinh nghiệm mô hình xây dựng chốt dân quân biên giới trên địa bàn quân khu 7 cũng như tỉnh long an